Võ Nga Family xin kính chào quý cô chú anh chị em mọi người xem video của Võ Nga. Hãy nhấn like và đăng ký nhấn chuông để nhận thông báo khi phát video mới nhé. Cảm ơn các bạn nhiều. Cái cây này nó thơm ghê luôn á. Hello tất cả mọi người nha. Bây giờ Nga và cháu của Nga và con gái Nga sẽ đi vòng ra ruộng để mà kiếm rau cho bữa ăn chiều đó mọi người. Rồi mọi người hãy cùng theo chân Nga đi ra bờ ruộng nha. Đi thôi. Rồi đi. Chào mọi người. Rồi đây nha. Rồi đi thôi. Năm đi ơi. Đây, mẹ nắm tay nè. Khoa rất đã luôn mẹ. À. Bây giờ Nga đi là 2 giờ trưa đó mọi người. 2 giờ trưa nên cũng rất là nắng luôn. Đúng rồi, nắng lắm. Nắng như này là tập ở trong trường mình với bác mình quay trong trường khá là nhiều. Đúng rồi, nên khá là ít gánh nhưng mà mọi người hãy ủng hộ. Đó chính là like, share, đăng ký và bấm vào cái chuông để nghe thông báo mỗi ngày. Xin phép mình ra video.
hoạch được gì không? Hôm bữa mình đi thu hoạch quá chừng luôn. Thu hoạch quá chừng các bạn. Đây mà. Wow. Rất ngắn luôn các bạn. Chó nó mạnh thế. Tập sách chưa? Ồ, đây đẹp quá à. Ừ, đẹp đó. Cái đường á trời ơi ơi ôi trời ơi. Cái cây gì đây mọi người? Mọi người biết cây gì không? Trái đẹp quá trời luôn. Đỏ chét luôn mọi người ơi. Nè. Trái như trái cherry vậy đó. Ồ. Ồ đẹp quá à. Đẹp quá mọi người. Ồ đằng kia nữa kìa. Hello mọi người, hôm nay Nga đi dọc con đường này nè. Ở bên đây thì có một cái nguyên một cái dải ruộng khoai mì luôn mọi người. Đó, một đám khoai mì luôn. Còn ở bên đây là nguyên một cái hàng cây gì đó mọi người. Nè, mọi người biết cây gì không? Mà trái nè, nó rụng đầy dưới đất luôn nè mọi người. Màu đỏ. Là không ăn được quá nè mọi người. Cái trái nó vậy nè, nó chín nó màu đỏ. Còn đây đây là cái cây, cái trái ở trên cây đó mọi người. Đây. Quá trời sai trái luôn, trái đẹp quá ha, mọi người. Nè. Còn nguyên một dải cây luôn mọi người. Hỏi gì mẹ? Wow, cái cây ở đây thì có trái nó chưa chín còn xanh nhiều lắm mọi người. Nè, Nga quay cho mọi người xem nha. Cây gì?
cây xương máu hả, xương máu, cây xương máu hả. Cháu của Nga nó vừa hỏi ông ở đằng kia là cây xương, cây xương máu hả, không xương, xương máu, xương máu à, cây xương máu. Dạ ăn không được không? Giờ thu hoạch mì. Dạ. Đây là hàng cây xương máu mình mới vừa hỏi ông mọi người. Đây là cây xương máu nha. Thấy rất đẹp luôn. Hôm nay Nga mới có dịp đi qua con đường này, Nga mới thấy được cái hàng cây này mọi người. Đúng dịp trái nó chín luôn. Nhưng mà cũng vài cây chín thôi. Đẹp quá à. Lần đầu tiên Nga thấy luôn đó mọi người. Lần đầu tiên Nga thấy, Nga biết luôn á. Thích quá à. Phải chi cái trái này nó ăn được ha. Đây là cái cây xương máu mà nó trái còn xanh chưa chín nè mọi người. Rồi bây giờ mình sẽ tiếp tục hành trình mình đi kiếm rau nha. Nãy giờ mình với bác mình đi nãy giờ. Rồi ở đây Nga thấy có được một mớ rau chạy nè mọi người, Nga sẽ hái rau chạy nha. Đây. Rau chạy. Đây nè mọi người. Ở đây nữa. Ở đây nó hơi già. Rồi Nga vừa hái được một mớ rau chạy nè mọi người. Rồi mình đi tiếp thôi. Đây nè mọi người, rau muống hôm bữa Nga thấy nó bò đầy lên mặt đường luôn nè. Bữa nay Nga tính em kéo đi cắt mọi người. Mà bữa nay người ta cắt người ta xịt thuốc gì đâu hết rồi. Không có cộng rau muống gì hết mọi người ơi. Chỉ có một đám mà rau chạy Nga mới hái được thôi. Bây giờ chắc về luôn quá.